thói quen của người phương Tây mà chúng ta cần học hỏi. Người phương Tây có những thói quen và cách hành xử rất khác so với người Á Đông, trong đó có người Việt Nam, nhưng rất đáng để chúng ta học hỏi. Một chính là nụ cười. Người phương Tây rất thích cười, thậm chí đó là điều bạn sẽ trông thấy đầu tiên dù họ là người quen hay người lạ. Khi bạn đi bộ thấy một người nào đó đi ngược chiều, họ sẽ nhìn bạn và nở một nụ cười, thậm chí họ hỏi bạn có khỏe không. Hai đó chính là cảm ơn và xin lỗi. Đây là hai câu cửa miệng của người phương Tây mà có lẽ còn xa lạ đối với người Việt Nam. Không phải vì chúng ta kém văn minh hơn, mà chúng ta có suy nghĩ khác về việc sử dụng hai cái từ này. Nếu bạn đi vô tình va phải một ai đó, dù là lỗi của bạn, nhưng họ cũng sẽ nói câu xin lỗi. Và khi bạn làm một cái điều gì đó cho họ, họ sẽ đáp lại với câu thank you.